Chị Abrolika Bayore-Nobis, cô dâu 28 tuổi, đến từ thành phố Iloilo, Philippines, ban đầu dự định dùng bó hoa truyền thống. Trước khi chị nhìn thấy bó hoa hành độc đáo trên mạng xã hội, ngay lập tức ý tưởng làm bó hoa cưới thử hành đã được cặp đôi nghĩ tới. Chúng tôi đổi kế hoạch 4 ngày trước đám cưới. Nếu chỉ dùng hoa thì nó sẽ héo và phải vứt đi. Nhưng hành thì khác, vẫn có thể sử dụng được. Vậy tại sao không thực tế hơn nhỉ? Nói là làm, cô dâu đã đặt mua một bao hành trực tuyến. Hàng được chuyển đến trước đám cưới của họ 4 ngày. Bó hoa làm từ củ hành cũng là lựa chọn kinh tế nhất. Ban đầu, cả hai định bỏ ra 15.000 peso, tức là khoảng 275 đô la Mỹ để mua một bó hoa truyền thống, trong khi bó hoa bằng hành chỉ có giá 8.000 peso, tức là rẻ một nửa. Cả hai cũng từ bỏ truyền thống tung hoa cưới với lý do đảm bảo an toàn, và thay vào đó, họ đã phân phát hành cho các khách mời. Mặc dù thay hành rẻ hơn hoa cưới, nhưng đây vẫn là mặt hàng đắt đỏ ở Philippines do nước này đang trải qua cơn khủng hoảng củ hành khi giá của loại rau củ này tăng mạnh trong những tháng qua. Hành tây, hành tím thậm chí còn đắt hơn cả thịt gà, thịt bò. Chính vì thế, bó hoa cưới đặc biệt đã giúp cặp đôi này nổi tiếng trên mạng xã hội. Chúng tôi choáng ngợp với sự nổi tiếng bất ngờ của mình. Chúng tôi không nghĩ rằng hình ảnh đám cưới sẽ lan truyền rộng rãi. Chúng tôi chỉ muốn đám cưới của mình thật độc đáo và đáng nhớ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng rau củ ở Philippines như thiếu kho lạnh, nhu cầu gia tăng sau đại dịch, buôn lậu và ảnh hưởng của thiên tai. Giới chức nông nghiệp dự báo giá hành sẽ giảm xuống còn từ 2 đến 3 đô la Mỹ một kg khi mùa thu hoạch đến gần. Hiện trước mắt, chính phủ Philippines đã thông qua việc nhập khẩu hơn 21.000 tấn hành tây để đáp ứng nhu cầu và bình ổn giá hành.